kiếp quá, có ai thèm đổi chỗ đâu mà còn bày đặt lắp lốc sau nữa. Nghiêm trọng hòa vấn đề quá người anh em. Ây, sao mình có cảm giác mình cứ thua nhờ. Mẹ để cho tôi cầm cái bài biệt đội vô cực này thì kinh lắm, kinh khủng lắm. Nói thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Nói thế chịu rồi, biết sao giờ. Mẹ tướng một tiền. Ok, chuyển thôi. Chúng là cái thẻ tướng một tiền này thì cũng có một vài những cái thẻ tướng mà tôi cũng khá thích. Có một vài cái buồng khuếch đại thời gian này, rồi là có thể là cướp bóc của ganh flanh này. Còn nếu như mà để tìm thì có thể là một cái lõi carry của Blitzcrank này cũng được. Đấy là một vài những cái mà tôi cảm thấy thích ở trong cái meta bây giờ. Dấm này khó chịu vậy. Bài Lucian này 3 sao thì nó xả một phát bay luôn cả carry đội bạn. Bài này mới gọi là rác. Mấy con một tiền bây giờ không có con nào được gọi là rác hết. Cái phiên bản mà chúng ta đang chơi là một phiên bản mà tôi đánh giá rằng là cái độ cân bằng của nó cũng ổn, ở mức độ là ổn, không có cái gì gọi là rác rưởi ở đây cả. Những cái con tướng mang đúng giá trị của nó. Con nào 1 tiền thì xứng đáng với 1 tiền. Con nào 2 tiền thì xứng đáng với 2 tiền. Không có cái gì là rác rưởi ở đây cả. Chẳng qua là các ông gặp một vài trận, cùng lắm được 2 trận, tôi đoán là như vậy. Các ông thua bởi cái con tướng đấy. Mà các ông thua không phải vì con tướng bên kia nó khỏe, mà vì các ông đéo biết cách khắc chế con tướng đấy, và chưa tìm được cách để khắc chế con tướng đấy. Sao các ông coi nó là rác? Loài người của chúng ta một người thật chứ. Cứ cái gì chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta coi nó là một cái đấng siêu nhiên. Ai gu. Hở ra là rác. Cái cụm từ rác bây giờ nó bị lạm dụng quá các thượng đế à. Lạm dụng quá rồi. Đây này, cái lõi này cũng khỏe này. Phòng ngự thích nghi này cũng rất là khỏe. Ước gì tanh của mình trâu được thêm tí nữa. Tôi ở chỗ đầu hai con rồng ấy. Tôi ở cái chung cư Eldorado ngay đầu chỗ hai con rồng. Ngã tư Lạc Long Quân cắt với cả cái đường gì ngay bên này này. Tôi quên mất cái tên cái đường ấy rồi. Nếu mà để mà nó rác nhất từ trước đến giờ thì không phải là cái con Warwick giao điện đâu. Nếu mà để mà nó rác nhất từ trước đến giờ là phải kể đến cái con Nunu chiến binh rồng cái mùa cách đây không lâu này. Đấy mới là rác.
Đấy, nếu mà để mà tiệm cận được đến cái mức độ được coi là rác rưởi thì đấy mới là rác. Còn bây giờ thì cũng bình thường, anh em cứ 16. Bốn, sáu, tám, mười. Cái lõi Blitz đấy hơi lỗi. Một tiền mà cho cả cái thú tượng thì hỏng cả người. Nó chỉ lõi cũng như là bao nhiêu cái sự vật trong cái cuộc sống này. Nó mạnh đầu thì nó yếu cuối. Cái lõi Blitz thì yếu cuối. Rất mạnh lúc đầu nhưng mà càng về sau late game thì nó cũng bình thường. Khi mà cái mức độ item của các người chơi nó bắt đầu bão hòa rồi thì các bạn nghĩ mà xem, một cái thú tượng thạch giáp nó cũng bình thường thôi. Nó rất mạnh lúc đầu. Thế ông nào mà thích đánh chuỗi thắng thì có thể lấy được cái lõi Blitz đấy và chơi chuỗi thắng một cách rất thoải mái. Nghe đánh cửa caro hãm lìn. Nghĩ bài mình có thể yếu như thế này được. Thôi đằng nào mất chuỗi thua thì mình stack tiền vậy. Mình stack tiền thôi. Mặc dù là dùng hai con Lucian này thì cái khả năng hack thờ kinh nghiệm thì nó vẫn vậy. Bởi vì nó chỉ tính con Lucian mạnh nhất thôi mà. Nhưng mà thôi tôi lấy tiền. Tôi lấy 20 vàng tí tôi up cấp 6 tôi roll. Đánh một ván Lucian chuẩn chỉ để em học không. Trận này là con Lucian là con kích hệ thôi. Chứ đâu có ai đi dở hơi đánh cái lõi này lên Lucian 3 làm cái gì, nó phí đi. Không để làm gì cả. Bài này là bài up cấp. Up cấp đánh. À đây đọc lõi đi bạn. Lần đầu tiên Lucian mạnh nhất của bạn thi triển kỹ năng cho mỗi giao tranh. Và cứ mỗi 3 lần thi triển kỹ năng đó thì nhận 2 điểm kinh nghiệm. Có rất nhiều những cái lõi tím. Có rất nhiều những cái lõi carry ở trong cái mùa này. Mặc dù là lõi tím thật tưởng là carry nhưng lại rất là không carry. Đấy, tưởng là carry thì hóa ra lại là một cái lõi nó để cho tiền này, cho kinh nghiệm này rất nhiều. Có thể liệt kê ra ví dụ như là lõi Ezreal. Đúng không ạ? Có thể liệt kê ra là lõi Lucian tím, lõi Sivir tím. Lõi Sivir tím cũng là lõi cộng tiền mà. Đấy. Lõi Twitter Fate cộng tiền. Lõi luật tứ tử cũng cộng tiền. Nhiều lắm. Đúng, lõi Pai tím là lõi cộng thêm số lần roll. Đấy, ví dụ vậy. Tưởng là carry nhưng lại rất không phải carry. Thế nó mới ảo ma Canada chứ lại. Wow. Người ta vẫn cứ hay nói. Cắt chiêu cùng một lúc thì cũng vậy thôi. Các bạn cho 5 con Lucian thì nó chỉ có cùng một tác dụng. Cái hệ thống nó đã ghi nhận như thế này rồi thì các bạn có muốn mẹ cho đến 10 con Lucian thì nó cũng vậy thôi. Aileen. Bây giờ có mấy cái trò up 3 sao, bọn này cũng khỏe phết. Wow. Ghê ha.
mấy cái bài này nó roll dễ ra là bởi vì không có ai tranh bài cả. Roll rất là dễ ra luôn. Nào tôi phải nghiên cứu lại cái bài ad gì thôi để xem nó có thực sự là nó khỏe đến như vậy hay không. Bốn năm sáu bảy tám. Người ta vẫn cứ hay nói. Yeah, 500 người xem rồi anh em ơi, anh em cho tôi xin thêm ít like đi ạ. À. Anh em cho tôi xin thêm ít like đi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cho nó dễ lên đề xuất mọi người ơi. Đúng rồi đấy, người anh em kia tắt cắp lóc đi mọi người. Tắt cắp lóc đi cho nó dễ nói chuyện anh em ạ. Đừng để cắp lóc. Bài này đánh chữ caro đau đầu thế nhở. Grid lấy hai cái grid xanh vô cực. Nãy lướt Facebook thì video anh An bình luận Free Fire nghe giọng nói quen cuộc mà không nghĩ đấy là anh. Các bạn không để ý thôi chứ đợt này tôi đi bình luận Free Fire suốt, mọi người cứ nghĩ rằng tôi thất nghiệp, hỏi đi hỏi lại, hỏi tá hỏi hồi, suốt ngày hỏi câu đấy thôi. Tôi trả lời nhiều quá tôi cũng phát chán. Công vãi lìn, đã reroll vũ công rồi, đã slow roll vũ công rồi mà vẫn lây hướng đến hồi kết. Mẹ thanh niên này chơi liều đéo chịu được. Liều ấy, đánh thế là liều đấy. Tiền đi em ơi, hay kinh nghiệm đi. Chơi game mà roll không ra ức chế vãi. Hên xui. Có ngày này ngày kia chứ liệu. Có những hôm đỏ, có những hôm đen. Chơi game ức chế làm cái gì? Mình chơi game chứ đừng để game nó chơi anh em ạ. Chơi game với một cái tâm thế nó phải thoải mái lên. Như các bạn thấy đấy, hôm qua tôi mất 200 điểm. Liên tục top 6, top 7, top 8 mà tôi mặt vẫn cười hành hành.
đối diện với những cái vấn đề đấy nó phải thật là tỉnh táo và thật là thoải mái lên, đừng có tỏ ra mệt mỏi là cái gì cả. Đấy, vậy thôi, tôi nói với các bạn rồi, cứ thoải mái lên mà chơi thôi, có cái gì đâu mà phải nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều làm cái gì cho nó đau đầu ra, phải không ạ? Làm gì mà mua gói VIP? Anh em lại quá lời rồi, quá lời rồi. Không vui đâu. Anh em quá lời như vậy là không vui đâu. Tôi lắp đồ sai. Tôi bị lắp đồ sai đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi muốn confirm lại một cái vấn đề này nha, anh em cùng tôi phân tích nhá. Bây giờ tôi đọc lại cái cung xanh này. Tôi hỏi một chút là cái cung xanh ở cái mùa này, ở cái meta này, thì cái cung ánh sáng của Ezreal nó có làm cho mục tiêu ở tuyến sau bị phân tách hay không? Tức là cái cung xanh này nó có phá giáp những cái bọn mà phía sau khi mà cái cung ánh sáng nó lướt qua người bọn đấy không? Hay nói một cách khác là cái spell, tức là cái chiêu thức của Ezreal nó có làm giảm giáp của bọn đứng đằng sau không nếu như cung ánh sáng nó trúng? Có à? Rồi ok, cảm ơn các bạn. Bởi vì những cái mùa trước ý, thì cái cung xanh nó ghi rõ là chỉ những cái đòn đánh tay nó mới phá giáp thôi. Còn mùa này là cứ là sát thương vật lý là nó phá giáp thì ok. Rồi ok. Như vậy là chúng ta đã confirm với nhau được cái vấn đề đấy rồi. Thế là được rồi. Lom dom bước. Lúc mà nó ulti thì anh bấm vào con phía sau của bên nó xem là trừ hay không là biết được rồi. Ok, đúng. Mình cứ kiểm tra một cách thực chiến như vậy cho nó dễ. Rồi, tôi hiểu vấn đề rồi. Đập mẹ một cái kiếm đi. Theo anh An thì lobby đánh giải nào là căng? Em thấy lobby 16. Tôi còn đang muốn tìm hiểu xem là cái sự căng của các bạn đang nói đến nó theo cái tiêu chí gì? Theo cái tiêu chí rằng là cái sự căng đấy nó có mặt của những cái vận động viên mà các bạn thích, hay chỉ đơn giản rằng là nó căng là vì nó căng thật? Đấy. Nhiều khi là các ông hâm mộ ai là các ông sẽ huyễn hoặc người đó lên tận mây xanh, thì các ông cho rằng cái lobby ấy là căng. Còn tôi thì tôi cứ phải nhìn vào chuyên môn, cứ phải nhìn thẳng vào chuyên môn của người ta xem người ta có đánh căng thực sự hay không. Bao nhiêu người cái top 1, top 2 thách đấu với cả server này kia vào đánh giải toàn bị loại sớm. Thế nên là cũng không thể nào nói trước cái điều gì cả. Đây là giải đấu chuyên nghiệp. Nên là có căng hay không thì còn phải nhìn vào cái khả năng, cái năng lực của vận động viên, chứ không phải là vì họ nổi tiếng hay là vì họ có nhiều fan mà coi đấy là căng. Cho nhầm rồi, cho con Aatrox rồi chứ nhỉ.
từ lại nha. Cái giáp máu chưa chắc vứt vào con Aatrox là ngon đâu. Từ từ tôi phân tích cho mà nghe vì sao lại không vứt vào con Aatrox mà lại ngon. Đợi một chút cho nó hết cái round này đã, nói chuyện tiếp. Bởi vì các bạn nhìn nhá, có một cái điểm rất là dở của cái bọn biệt đội vô cực ở trong cái bán này. Đây này, các bạn nhìn này, hai cái lỗ nó rất lệch nhau. Cái con đam chính của mình đứng bên phải mà cái con tanker chính của mình lại đứng bên trái, thì như vậy vô hình chung nó làm cho cái trước mặt con Ezreal trở nên rất là yếu. Nên là bây giờ mình dồn hết đồ tanh cho Sen để nó cản trước mặt Ezreal, để ngăn cho đối phương không sộc thẳng vào mặt con Ezreal. Tôi nghĩ đấy cũng là một phương án rất là hay. Một phương án rất là hay đấy. Đây này các bạn nhìn thấy không? Bên trái mặc dù là có hai con Garen nhưng bao giờ bên trái cũng bị lủng trước. Nếu mà để cho đối phương có những cái con đam chính tiếp cận được vào mặt con Ezreal thì mình sẽ rất là thiệt. Nên là mình dồn đồ cho Sen là cũng không tệ lắm đâu. Chấp nhận được. Cái bài này bây giờ khỏe vậy sao? Con Ace này bây giờ có thể carry được à? Bà chết mẹ rồi. Bảy. Đẩy lên bảy. Bài này không nên tham áp cấp làm gì cả. Bây giờ mình phải roll được con Samira 2 với cả con Garen 2 để tanh đã. Bài này đang thiếu tanh và thiếu cả đam. Còn cái vấn đề kinh nghiệm ấy thì để con Lucian nó làm cái nhiệm vụ của nó. Mình cứ túc tắc một round mình vẫn có thể hack được 4 kinh nghiệm cơ mà, lo cái gì. Song trùng nó không quan trọng bằng 7 biệt đội vô cực đâu. Tin tôi đi. Đánh cái bài này lõi đời rồi. Vẫn đeo đép được cái này.
dở rồi. Vâng, hai xạ kích hai song trùng khỏe hơn, tôi biết tôi sai rồi, để tôi sửa luôn bây giờ đấy ạ. Ôi, có tiền áp 9 rồi, có tiền áp 9 rồi. Ra là tôi thích dùng con Garen hơn là con Aatrox. Con Garen nó con choáng, con Aatrox thì nó chỉ trâu hơn một tí. Có một thằng nó có máy chiếu hơi căng, khá căng. Trông thê thảm đéo chịu được. Công nhận với Edril lên 2 nó khác bọt. Edril 1 và Edril 2 nó khác nhau chơi một vực dã man. Cái bài biệt đội vô cực này gặp nhà hai lốc thì đánh kiểu gì, đánh bình thường thôi. Cái con nào mà cần đứng ở cái lỗ nào thì vẫn để yên nó đứng ở cái lỗ đấy. Bởi vì sao? Bởi vì lốc mất hai con đấy nó vẫn còn hai con bóng cơ mà. Mà hai con bóng này mạnh gần như bằng hai con thật thì mẹ bên kia trừ khi có bốn cái lốc thì còn sợ. Chứ mẹ hai cái lốc tôi gặp đầy. Tôi gặp hai cái lốc, hai cái máy chiếu liên tục. Tôi chả thấy có một vấn đề gì. Tất nhiên là nó làm cho cờ mình có bị yếu đi, nhưng nó không phải là cái mấu chốt. Và tôi cảm thấy không bị bận lòng lắm vì cái chuyện đấy. Thì kệ con mẹ nó thôi chứ có sao đâu. Còn nếu mà có kéo thì lại là câu chuyện khác. Ừ, có kéo thì phải chấp nhận. Có kéo thì mình vẫn phải nhét con Ezreal đứng ở trong cái lỗ này. Kể cả con gốc bị kéo thì nó vẫn còn phân bóng được ra một con bản thể, một con copy nữa. Còn nếu như mà có kéo ấy, thì lắp đồ sẽ lắp đồ kiểu khác. Lắp một cái áo choàng bóng đêm vào đây này, vẫn có thể chơi được mà. Thế
thế thì nó mới đúng được với cái đạo lý cuộc sống, là cái gì mà chả có cái cách khắc chế, đúng không? Bất kỳ một cái gì đều phải có cách khắc chế, chứ lại cái gì mà mạnh toàn diện thì ai chơi? Các ông cầm một bài vô địch thiên hạ thì ai chơi với các ông? Nó vẫn phải có những cái điểm yếu của nó chứ. Và điểm yếu của bọn biệt đội vô cực này là quá phụ thuộc vào hai cái lỗ, và hai cái lỗ đó không thể di chuyển được. Mình chấp nhận thôi. Đấy, thấy không? Thấy cái vấn đề của cái bên mạn phải này, khi mà tank yếu quá thì nó sẽ sộc thẳng vào mặt con Ezreal, khổ vãi cả lìn. Tank quá yếu. Tank của mình bên này lại không có kháng phép, gặp đúng cái bài Lulu toàn đam phép. Chết cứng luôn. Đấy, có lốc bên này. Đấy. Có lốc đây, tôi đâu có chủ định là định né tránh gì đâu. Bạn cảm thấy cần thì vào mà lốc thôi. Kiểu gì họ là lốc Ezreal của mình, đấy là điều chắc chắn, không tránh được. Át chốc đổi bên, thì các ông nghĩ là con át chốc này tanh khỏe hơn một con sen này. Con át chốc đã mất một đồ cầm ghế ấn là nó chỉ có hai đồ tanh thôi, mặc dù nó là tướng 4 tiền thì nó cũng tanh trâu hơn được thật đấy. Và con sen này cầm đến 3 đồ tanh đứng ở bên này, nhưng mà thôi, cái thằng mà vừa giết mình thì nó đã chết rồi. Bây giờ là mình sẽ gặp đối thủ khác, nên là mình cũng sẽ để xem cái kết quả là như thế nào. Đấy, đối thủ này đâu có ăn được mình đâu. Nên là các bạn đừng có lo. Đánh biệt đội vô cực đừng có sợ hai cái lốc. Để mà chính cái đối thủ của các bạn mà lắp nhiều lốc thì nó mới là yếu. Cái thằng nào mà càng lắp nhiều lốc thằng đấy càng yếu. Bởi vì nó mất slot cho 4 cái lốc thì mấy cái đồ kia của nó làm sao mà đủ đồ tanh mà đủ đồ đam để chơi với các bạn được. Nó kệ mẹ đi, không phải sợ đâu. Nhiều lốc thì lấy đéo đâu ra tanh ra đam mà phải lo. Thong thả thôi. Khiếp quá, có ai thèm đổi chỗ đâu mà còn bày đặt lắp lốc sau nữa. Nghiêm trọng hóa vấn đề quá người anh em. Ê, sao mình có cảm giác mình sẽ thua nhờ. Mẹ để cho tôi cầm cái bài biệt đội vô cực này thì kinh lắm, kinh khủng lắm. Tôi lại nhớ đến cái câu nói hôm qua của một cái ông gọi là bài đánh bài biệt đội vô cực thì khó lên top 1. Nhưng có lẽ là do cái chủ quan cá nhân của tôi đang thấy được rằng là tại thời điểm hiện tại này thì biệt đội vô cực có lẽ là cái bài dễ lên top 1 nhất. Rồi ok. 1200 người xem mà lại không được nổi 200 like. Thêm like đi các bạn ơi, thêm like đi. Và hãy cho tôi những cái comment là ngày hôm nay các bạn muốn xem vận động viên nào đánh. Các bạn muốn xem cái lobby nào đánh trong ngày hôm nay thì các bạn hãy chia sẻ